Các quý vị, nhà hàng ở New Orleans tổ chức bữa tiệc crawfish lớn nhất trên thế giới. Mới đây thì một nhà hàng truyền thống ở New Orleans đã kỷ niệm 125 năm hoạt động bằng cách tổ chức một bữa tiệc crawfish lớn nhất trên thế giới, được diễn ra tại Champion Square ngay gần sân vận động Mercedes-Benz. Theo ước tính, Zatarian đã luộc hơn 27.000 pounds crawfish và bán cho mọi người với giá là 3 mỹ kim cho một gói 3 pounds. Bữa tiệc Corvus khổng lồ tại Champion Square đã thu hút được gần 8.000 người tham dự và 27.000 pounds Corvus đã được tiêu thụ sạch sẽ. Theo nhà hàng này cho biết, toàn bộ tiền thu về từ sự kiện sẽ được quyên góp trực tuyết cho Second Harvest Food Bank. Theo ước tính, sự kiện nói trên đã thu hút được gần 40.000 Mỹ Kim, tương đương với khoảng 112.000 bữa ăn dành cho các gia đình khó khăn ở miền Nam Louisiana. Second Harvest Food Bank là một tổ chức chi nhánh của Roman Catholic Archdiocese tại New Orleans một thành viên của tổ chức từ thiện Feeding America và một cơ quan đối tác United